Xin chào mọi người. Mình là Trâm, thực tập sinh nhân sự. Mình là Bạch Phượng, thực tập sinh marketing online. Mình là Bảo Trân, thực tập sinh marketing online. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ những cảm nghĩ khi thực tập tại công ty Nhân Mỹ được một thời gian. Khi đến với Nhân Mỹ, mình đã học hỏi được rất nhiều điều, được áp dụng các kiến thức trên ghế nhà trường và thực tế. Công ty đã tạo điều kiện cho mình có cơ hội được trải nghiệm sự mới mẻ trong công việc, từ đó giúp cho mình có được tính kiên nhẫn và vượt qua khó khăn trong mọi thử thách. Khi làm việc tại Nhân Mỹ thì mình hiểu thêm được một môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Nó khác xa so với khi mà mình học lý thuyết tại trường. Ở đây thì mình được thỏa sức sáng tạo, dám thực hiện những công việc mà mình chưa từng làm. Mình đã thực tập tại công ty hơn 1 tháng. Mình cảm nhận Nhân Mỹ là một môi trường rất đáng để các bạn thực tập sinh trải nghiệm. Tuy là trong thời điểm dịch bệnh nhưng mà tụi mình luôn được hỗ trợ để tiếp cận công việc một cách sớm nhất. Những ngày đầu làm việc tại Nhân Mỹ thì mình cảm thấy khá là lo lắng vì tiến độ làm việc ở đây khá nhanh. Tuy nhiên thì mình nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của tất cả mọi người nên mình đã có thể hoàn thành tốt cái công việc được giao. Mình học ngành quản trị kinh doanh nên khi chọn thực tập mảng marketing là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với mình. Những ngày đầu thì mình khá là lo sợ vì lượng thông tin rất là nhiều và dồn dập. Nhưng sau khoảng một tuần thì mình đã bắt được nhịp và mỗi ngày đi làm mình đều cảm thấy hứng thú vì mình đều được học những điều mới. Khi mới bắt đầu với công việc thì mình khá là áp lực, nhưng các bạn cùng team đã tích cực hỗ trợ cho mình nắm bắt công việc sớm nhất. Sau khi được hướng dẫn thì mình biết được các công việc của một nhân sự cần làm như là đăng bài tuyển dụng, lọc CV, quy trình phỏng vấn ứng viên, đào tạo, hướng dẫn thực tập sinh mới. Đại trình tự ảnh và video vì lúc này là mình được thỏa sức sáng tạo thể hiện cá tính của mình trên những sản phẩm. Nhưng một điều khiến mình hứng thú hơn nữa đó là mình được mày mò hỏi thêm nhiều điều mới để áp dụng cho sản phẩm của mình. Cao được cái kỹ năng trình bày, truyền đạt thông tin đến người khác. Bên cạnh đó, mình còn có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm làm việc của mình cho những bạn thực tập sinh mới để từ đó họ nắm bắt cái công việc nhanh nhất. Nói về công việc yêu thích nhất của mình tại Nhân Mỹ thì chắc là sale video YouTube. Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi nhìn thấy những từ khóa mà mình sale được lên top. Sale video YouTube cũng là dự án đầu tiên mình tham gia khi làm việc tại công ty Nhân Mỹ. Điều mình ấn tượng nhất tại công ty Nhân Mỹ đó là đồng nghiệp tại đây thì các bạn luôn vui vẻ và nhiệt tình. Khi làm bất cứ một công việc nào thì các bạn luôn thống nhất một ý kiến để tạo nên sự liên kết trong lúc làm việc. Là cùng lứa tuổi nhau nên mọi người nói chuyện rất là hợp và vui nhất là khi chạy dự án chung với nhau. Mọi người hỗ trợ nhau rất là nhiệt tình, những câu nói đùa giỡn đã khiến cho công việc không còn áp lực nữa. Và có lẽ đây là kỷ niệm mà mình sẽ nhớ. Ở Nhân Mỹ, mọi người luôn giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Các bạn thực tập sinh mới được làm trong không gian mở nên sẽ dễ dàng trong việc trao đổi và làm việc nhóm với nhau.
cho công ty ngày càng phát triển thành công vững mạnh.